Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biến, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thâm, tối phải viên, đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Cá đen trắng. Búa kéo bao. Em thắng rồi. Nè bên này. Được rồi, cuộc họp gia đình định kỳ hàng tháng của chúng ta chuẩn bị bắt đầu thôi. Họp gia đình sắp bắt đầu rồi. Hiếu Hiếu, con chơi với đệ đệ, đừng làm ồn ào quá được không? Dạ được thôi mẹ, mẹ yên tâm đi. Anh Hiếu Hiếu, chúng ta chơi cái gì đây? Ý? À? Bà thấy thế nào? Tháng này chúng ta phải sắp xếp cho tốt. Thật hay quá. Giờ vui dạ không? Vui. Hai đứa em nhỏ tí thôi, chứ người lớn phải nhỏ tí, nhỏ không nghe, không đúng phép. Sắp rơi xuống rồi. Nè, đừng rơi xuống, tiếp tục quay đi. Quay đi chứ. Đừng có rơi xuống mà. Nè, đừng có rơi xuống. Rơi xuống rồi kìa. Thiệt tình luôn. Tại sao chúng ta lại tới nơi này? Chúng ta không có con quay để chơi nữa rồi. Đây là nơi nào vậy? Tiểu súng ca. Chẳng có vui gì hết. Lớn như thế này làm sao mà chơi? Anh Hiếu Hiếu, mau đưa em trở về đi. Anh đâu biết, làm sao để trở về chứ? Không phải tại em lớn tiếng như vậy sao? Anh cũng lớn tiếng. Là em lớn tiếng trước mà. Anh Hiếu Hiếu ức hiếp em. Trời ơi, hai đứa sao giận lớn tiếng như vậy? Con quay lớn lại bị nghiêng rồi. Sao lại như vậy? Nóng quá. Sao trong chớp mắt lại biến thành như vậy chứ? Anh Hiếu Hiếu, hay là chúng ta chạy đi. Đây là cái gì vậy? Chúng ta là thần năng lượng của thiên địa. Ta là đại biểu cho sóng năng lượng mạnh. Cá đen là đại biểu cho sóng năng lượng yếu. Chúng ta thời khắc đều phải lắng nghe sóng năng lượng của đại địa để điều tiết khống chế sự cân bằng mạnh yếu của thiên địa. Con không hiểu lắm. Người hãy nói con biết tại sao cảnh vật trong thoáng chốc lại trở nên to lớn như vậy không? Chỉ khi chúng ta có độ lớn bằng nhau và xoay tròn đều, con quay lớn mới đứng thẳng, đồng thời xoay đều, mới có thể đảm bảo đại địa bình thường. Bây giờ tại vì tụi con lớn tiếng la hét, khiến ta lớn hơn cá đen quá nhiều, phá hoại sự cân bằng. Năng lượng đại địa quá dư thừa, vì vậy mà cảnh vật thoáng chốc trở nên to lớn. Xin lỗi thần năng lượng, nhưng mà tụi con phải làm sao mới khiến mọi thứ khôi phục lại bình thường? Tụi con nhất định phải đi tới phía trước, tìm một loại cỏ từ lực ở phía sau cây đại thụ, đưa cho cá đen ăn. Được, tụi con đi ngay bây giờ. Anh Hiếu Hiếu, đến cây cỏ nhỏ cũng lớn như vậy. Nếu là bình thường, chúng ta chỉ đi vài bước là tới cây đại thụ phía trước rồi. Đúng vậy, giờ nhìn nó giống như ngọn núi vậy đó. Ai vậy? Làm mình hết hồn mà. Xin lỗi, tụi mình lớn tiếng quá, làm bạn giật mình rồi. Không sao. Bà rùa lớn, bạn có thể giúp tụi mình một chuyện được không? Tụi mình muốn đi tới phía sau cây đại thụ trước mặt để hái cỏ từ lực. Được, cũng không xa lắm, không thành vấn đề.
Đó là cỏ tự lực sao? Đúng vậy. À, nhìn hai người nhỏ như vậy, để mình giúp hai người hái nó. Cảm ơn bạn. Năng lượng dư thừa của cá trắng đã bị cá đen hút bớt một phần rồi. Chỉ có yên tĩnh mới có thể khiến họ nghe được sóng năng lượng của đại địa. Do đó mà một chút tiếng động khác thường đều có thể phá hoại trạng thái bình thường của họ. Nên nói dù tuyệt đối không được lớn tiếng. Thật tốt quá, mọi thứ trở lại bình thường rồi. Đúng rồi, trước người lớn phải nhỏ tiếng. Chúng ta nói nhỏ thôi, chúng ta cuối cùng cũng có thể trở về nhà rồi. Mọi người xem. Cá đen lại biến lớn rồi. Lạnh quá đi. Anh Hiếu Hiếu, em lạnh quá, chúng ta không trở về nhà được nữa rồi. Không phải tụi em đã làm được trước người lớn với nhỏ tiếng hay sao? Tại sao mọi thứ lại trở nên thành ngược vậy? Đó là bởi vì khi nãy hai đứa đã kích thích năng lượng yếu của ta. Cái gì? Lúc nãy khi ta đang nói chuyện, sự kích thích năng lượng yếu đến từ tiếng thì thầm của hai đứa khiến năng lượng yếu của ta bị dư thừa. Ê trời, hỏng rồi, để tại anh. Anh vui mừng quá nên quên nhắc tụi em, nói chuyện quá lớn tiếng là bất kính với trưởng bối. Nhưng khi trưởng bối đang nói chuyện mà chúng ta thì thầm nói riêng, cho dù âm thanh nhỏ cũng là bất kính với trưởng bối. Khi trưởng bối nói chuyện thì phải im lặng, chăm chú, lắng nghe lời của trưởng bối. Quá ra chính là như vậy. Xin lỗi cá đen, tụi con sau này nhất định sẽ chú ý hơn. Xem ra chúng ta phải đi tìm cỏ tự lực rồi. Nhưng mà cây cối qua cỏ đều nhỏ như vậy, làm sao mà tìm thấy được chứ? Đúng rồi, anh có một cách. Anh Hiếu Hiếu thật thông minh, dùng 500 là có thể hút được cỏ tự lực rồi. Hiếu Hiếu, chỗ cỏ tự lực này nhỏ quá. Chúng không cung cấp đủ năng lượng để ta có thể hút phần năng lượng yếu dư thừa của cá đen được. Trời ơi, vậy phải làm sao đây? Cá đen ơi, con xin lỗi, xin ngài đừng biến lớn thêm nữa được không? Cá đen biến lớn rồi, chắc là không nghe thấy tiếng em nói. Nói lớn tí hơn nữa đi. Cá đen ơi, con xin lỗi, tụi con biết sai rồi, xin ngài. Nhỏ không nghe, không đúng phép. Lớn tí hơn nữa đi, thì có thể làm giảm bớt năng lượng dư thừa của ngài ấy. Cá đen, con xin lỗi. Cảm ơn ngài, cá đen. Sao lại như vậy? Em biết rồi, cá đen biến nhỏ rồi, âm thanh vẫn lớn như vậy sẽ làm ồn đến cá trắng. Đúng rồi, để thật thông minh, nếu không là kích thích năng lượng của cá trắng. Cá đen ơi, con xin lỗi, tụi con hiểu được, trước người lớn phải nhỏ tiếng. Nhỏ không nghe, không đúng phép. Trên thế gian này có rất nhiều việc đều phải chú trọng mức độ thích hợp và sự cân bằng. Cũng giống như con quay cân bằng xoay đều, cũng giống như hai con cá chúng ta, một trắng một đen, kích cỡ giống nhau, cân bằng xoay đều, vừa không thể quá mức cũng không thể không đạt. Được rồi, cuộc họp gia đình định kỳ hàng tháng của chúng ta chuẩn bị bắt đầu thôi. Chúng ta quay lại thời điểm này rồi.
Họp gia đình sắp bắt đầu rồi. Hiếu Hiếu, con chơi với đệ đệ, đừng làm ồn ào quá được không? Dạ được thưa mẹ, mẹ yên tâm đi. Đi, chúng ta hãy vào phòng chơi, không làm phiền người lớn. Alo, xin chào. Tháng sau bà phải đi dạy học ở tỉnh khác, đại khái nửa tháng sau mới quay về. Ngoại ơi, điện thoại của ngoại. Trong thời gian này nếu trong nhà có chuyện gì thì thương lượng với mẹ con. Bà cứ yên tâm, không cần phải lo lắng chuyện trong ngoại nhà ơi, đâu. Làm phiền rồi, ngoại có điện thoại. Được con sẽ mà. Rồi, cảm ơn để đệ. Trước người lớn phải nhỏ tiếng, nhỏ không nghe không đúng phép. Chính là nói tới lễ tiết khi nói chuyện với người lớn, âm thanh vừa phải, khi người khác nghe thấy thoải mái rõ ràng là lễ tiết tốt nhất. Các bạn nhỏ nhất định phải nhớ kỹ đó. Da Phật.